Ông Trầm B, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì cho vay sai quy định 1.800 tỷ đồng. Theo thông tin từ lãnh đạo ngân hàng Sacombank, thì ông Trầm B hiện còn đang nợ ngân hàng này số tiền lên tới 43.000 tỷ đồng. Đó là các khoản nợ có liên quan đến bất động sản trị giá khoảng 33.000 tỷ đồng và khoản nợ cổ phiếu khoảng 10.000 tỷ đồng. Đại diện Sacombank cũng khẳng định toàn bộ các khoản nợ này đều có tài sản đảm bảo. Việc ông Trầm B bị bắt giữ sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Sacombank, vì ông Trầm B đã không còn vai trò quản trị điều hành tại nhà băng này từ tháng thứ 2.